chiêm ngưỡng các tác phẩm vẽ bằng máy tính cầm tay của học sinh. Ủa gì vậy? Vẽ trên bảng, vẽ trên giấy, vẽ ra đất, vẽ trên tường, kể cả vẽ trên bảng vẽ điện tử, vẽ ở đâu cũng cần phải có hoa tay mới vẽ được. Tuy nhiên, chỉ với một công cụ rất quen thuộc dưới đây, bạn không cần có hoa tay, chỉ cần có một trí nhớ tốt và thuần thục các kỹ năng bấm máy. Đó chính là chiếc máy tính cầm tay bé xíu gắn liền với các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 bây giờ. Ngày xưa đi học, ắt hẳn ai cũng từng máy mò chiếc máy tính Casio hay Vinaco trong giờ toán, hoặc máy mò vẽ vời, viết chữ với cái màn hình bé xíu, đứa nào vẽ được thì khoe khoang với anh em xung quanh. Mới đây, những clip tác phẩm vẽ bằng máy tính cầm tay của một bạn TikToker đã viral vì quá vi diệu. Bác Hồ, bác Giáp, già lập game, trái tim chuyển động, chỉ bằng một chiếc máy tính với màn hình bé xíu mà có thể vẽ ra công thức sinh động cỡ này. Không biết khi thầy dạy toán nhìn thấy nên tự hào vì học sinh thành thạo máy tính hay lắc đầu ngao ngán vì bài tập chưa xong mà học sinh thì bấm mòn cả nút rồi đây. Được của nó đấy. Dù bên dưới phần comment vẫn còn tranh cãi việc đây là ảnh ghép, chiếc máy tính cầm tay không thể cho ra những bức ảnh bo góc đẹp như thế. Tác giả đáp lại ngay bằng clip tua nhanh chứng minh bản thân gõ muốn liền liệt cả máy như thế này. Thậm chí còn giới thiệu cả website giả lập chương trình máy tính để tránh trường hợp vẽ xong 3 tấm vứt luôn mua máy mới nữa. Quả là có tâm mà. Bạn có từng máy mò trước máy tính của mình như thế này hay chưa? Chia sẻ những khoảnh khắc thú vị với 8TV, cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức hàng ngày.